Ký này của mấy bà đâu có dưới thằng Trần Giang này đâu có chữ ký này đâu. Chè xin phá phú liên hóa linh cha linh hoàng đi càng hình khai xin khô khổ. Chào nó giờ kia tí không có gặp người sao tôi chào không, nhưng mà cái như cái điển mình có thể là mà... cái điển cũng như tôi gặp cái người đó, cái điển gì đó tôi phải nói tiếng đó, tôi chào với người đó. Tức là giống như người đó phải biết ha. Nói chung là phải gặp người đó mới nói chuyện với người đó được hả? Tại vì tôi điển thì tôi trực tiếp cũng như là điển cầm điển thôi vậy đó. Ủa như hồi nãy mới đầu thấy chị mới đầu nói tiếng Thiên bình thường mà. Thì tiếng thiên tôi học Thiên mà, tiếng Thiên mà. Cũng như giờ tôi nói cậu này về đó tôi cầm bút thằng nó cái thằng mà tôi bút nào tôi ấy không được. Tiếng cũng như là cái chữ này chữ ký của bà mà. Ký bà xong nữa ai ăn cắp chữ ký bà được. Chữ ký bà mà. Chữ ký này của ai? Của mấy bà. Của mấy bà đó hả? Chữ ký này của mấy bà đâu có dưới thằng Trần Giang này đâu có chữ ký này đâu. Vậy hả? Chữ ký này nè. Chữ ký này Trần Giang này đâu có chữ ký nào đâu. Không. Tại tưởng đâu chị biết hết trơn mấy tiếng luôn rồi mình nói cho mọi người nghe. Tại vì đang làm clip á. Đang làm clip chừng nào vậy tỷ, gặp người nào thì tôi hello tôi chào. Phải chị bay. Có thể mình ăn cơm á. Chị bay rồi ăn cơm. Chị bay chị. Không có nói là tiếng Khmer với Trần Giang đây rồi. Trần Giang, tiếng Trần Giang. Nhưng mà như cái tiếng gì của ông Lèo, ông Lục gì đó, mấy tiếng đó đó. Thì cũng như để nữa có gặp người thì tôi ấy. Gặp người mới nói được hả? Lúc nào cũng dễ vậy chứ hả sao chị? Tại vì tôi lúc nào không có trong mình thôi. Vậy hả? Cái này là viết cái này là gì? Cái này tôi đi gồng. Đi gồng hả? Dễ gồng hả? Đi gồng, đi may. Đang đi hả? Tôi đi gồng, tôi đi may. Tại vì thằng tôi về đi học tôi đâu có kêu về, tôi kêu viện chứ. Tao đang đi giữ nước nào tao đi, nước này nó kêu viện chứ. Cứ nhiều lắm mà. Bây giờ chị Thúy đang vẽ đó là chị Thúy nó đi rồng đi mây hả? Vậy là mình đi trên toàn đất nước luôn hả? Đúng rồi, tôi ngồi đây tôi đi rừng binh linh hồn mà, tôi xích đi rồi mà được mà. Rồi mình có ra miền Trung không? Thấy lúc gài miền Trung lũ lụt quá trời đó. Lũ lụt thì cái tai nạn đã, thầy có kêu mà, thầy có nói mà. Thấy sao dạ? Miền Trung lũ lụt đứng ngồi nghe hả? Thầy có nói mà. Thầy cái đó bài ca. Thì thầy nói thì tôi cũng đó, tôi nói tại sao tôi đi theo gót chân thầy mà. Cũng như thầy là thầy nào? Thầy Đức Huynh mình á, thầy chủ đó. Cũng như tôi không biết chữ mà ngày xưa tôi không học ổng, mà tại vì ổng về ổng cho tôi biết. Cũng như là ngày xưa ổng nói nè, là ngày xưa ổng nói là ổng cũng như đức ông đẻ bà, ổng đức bà đẻ xác ra đi. Rồi ở trên mấy trên mẹ trên thiên mới chọn ổng cho ổng đi. Ổng đi tới đâu ổng thấy người nào khổ gì đó, rồi ổng lại ổng quá giải, ổng giải mà giải bằng tiếng nói chứ đâu có gì đó gì đâu. Rồi sau này ổng mới ra kinh ra cỡ. Cũng như cái đợt này là tôi xuống rồi, cái đợt này là tôi đã đợt thương cổ rồi. Tôi trở về đây là đợt thương cổ rồi, đợt hạ ngôn rồi. Đợt ăn long bỏ lỗ rồi, cũng như đợt vua chúa rồi, mặt này là đợt vua chúa rồi. Mà cũng như là tôi biết mà tôi không, cũng như là dạy, cũng dạy tôi, dạy ở trên dạy tôi đâu phải tôi học với Trần Giang đâu. Tôi nói ở trên, sau này Bác Hồ về chứ tao có thầy về đâu. Sau này Bác Hồ về thầy không về? Không, thầy làm sao vậy? Bây giờ ai nói thầy về, bây giờ là cá cho tôi về tôi không chịu nè, thầy đâu về đâu. Rồi Bác Hồ về cũng cái hình dạng đó hay sao? Thì hay là hình người khác? Cũng như nói chung là giờ tôi nói với thật sự bây giờ là cũng như là cái người nào có duyên, người nào có tâm đức, có tâm từ bi thì về báo mộng cho mình biết vậy đó. Báo mộng kêu mình học vậy đó. Còn cái tới đó quyển gì về ông về cãi ổng mình không có nói được. Mình đâu có thâm chạm đâu. Rồi với nãy chị nói chị cũng là thường giải bùa ngải cho các cái người mà bị người ta yếm không? Đúng rồi. Bởi vì tại sao công chúa đó đem mẹ lên bắt đầu tôi về tôi giải, tôi nói mẹ công chúa đây về dưới đừng có ngủ cái gấu đó nữa, tháo cái gấu ra đốt bỏ đi, về công chúa điện lên nó tháo ra gấu mấy trong đó lá bùa nhóc chứ. Ta yếm bùa trong lo gói tại vì mà trong đó trong nhà thôi, tại vì dâu với nhau nó chơi cũng như bà già chồng thương dâu này thương dâu kia vậy đó. Tại bà giàu mà thì dâu nó phải ghét, nó phải đi làm bùa cho bà thương, mở đâu bùa thương rồi bùa như là hành cho bà đau đớn vậy thôi đó. Đừng cho bà thương nó vậy đó. Mà trong khi chị đâu có biết sao biết đó. Được sao biết mà về nhà là thấy trong gói có lá bùa trong luôn. Đúng rồi, 4-5 lá bùa điện lên công chúa điện lên đó chị, quá khứ lá bùa trong đó rồi. Rồi khi mà đó chị chỉ là về đốt cái gói đó hả? Kêu đốt thôi chứ không có nói gì, kêu về đốt cái gói rồi đừng nằm gói đó nữa. Thầy về về bắt đầu tao lấy ra, bắt đầu tao lấy ra thấy lá bùa không rồi đốt rồi có điện lại nó hết không? Có điện mà điện lại luôn mà.
hay là hết luôn? Thì nói chung là các bà bệnh ba dưới cũng dưới Trà Vinh, Tiền Giang rồi, nói chung là lên đây nhiều lắm. Rồi bắt đầu bà lên đây bà còn nhứt cái vú, bà ôm cái vú luôn đó. Mà tự nhiên bà nói đi thầy này hết thầy kia không hết, mà lên tôi thỉnh mẹ tôi cho uống rồi bắt đầu tới giận lằn một hết luôn, đâu lên nữa đâu. Là bệnh đó bệnh gì? Không biết bà này sao mà nó nhứt cái vú bà quá, nhứt mà chịu nổi. Nhứt chịu cũng hết luôn. Ờ hết luôn. Ai biết là mà tin nha. Ai điểm cái vú? Không, cái này mà nếu mà chị hay cái này là cái miền Trung em thấy lũ lụt của mình làm cho hết được không chị? Chứ thấy là khổ quá, khổ cái rồi. Cái đó là phải là tu mới hết thôi, không tu sao hết. Đó mạng này phải tu mà. Mạng này phải tu, không tu, không tu xong mà kêu tôi cứu. Mạng này là mạng tội lỗi mà. Người nào tu, người nào biết ăn chay, biết niệm Phật, biết chữ giới thì người đó sẽ qua sót nạn hết. Qua nạn hết. Ông về ông nói vậy đó, ông kêu cây sắt này ông nói vậy đó. Ông nói cái mà cái thằng nào mà hung hổn quá cho nó chết chứ để nó sống rồi nó thế gian này nó tội lỗi dài. Ông là ông gì? Ông thần hả? Cái thì ta nói như vậy đó thì ta biết có ông về thôi, ông kêu nói thôi. Ông không có ra mặt thì sao biết? Ông chỉ nói ông thôi vậy đó. Ông nói là cũng như là mà chúng sanh á. Ông nói chúng sanh mà không tu thì mà này sẽ khổ. Hồi nãy ông nói rồi mà, ông nói miếng không tu là ông nuốt cái linh hồn hết. Còn sống cái xác á, sống dơ dẫn khùng điên gì đó. Rồi quay đầu cho tu. Biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành, biết thương người, biết không có, cũng như không có hơn thù với nhau á, cũng như là không có tranh giành, không có đánh lộn, đánh lạo á. Là lọc lừa lận như vậy đó. Mà này là màn lọc lừa, mấy cậu biết hiểu không? Này. Lọc lừa với thi với nhau đúng không? Đúng rồi, cũng như giờ cậu đi, sao tại cậu nói vậy nè. Cậu nói cũng như cái chỗ nào mà có hiền cậu mới quay. Còn không có hiền cậu đâu quay đâu, nãy cậu nói mà. Cậu nói rồi. Hiền mới quay. Đúng rồi, cậu có lên tiếng mà cậu nói cái nào mà hiền cậu mới quay, còn cái nào mà giả cậu không có quay. Thì bây giờ thì cậu thấy người tôi thiệt hơn người tôi như thế, người tôi có tâm á. Tại sao cậu biết rồi đó, tại sao tôi nói cũng như sao biết công chúa này nè. Nghĩ gì bà mới ra ca đó, mới về đó. Người ta cũng đang công chúa, người ta cũng đang đi chứ đâu phải đâu mà vì bà quá người ta mới xuống, người ta mới về. Nãy ta nói đó, người ta vì bà quá người ta mới về đó. Như nãy là chị thấy nói là cái ông vô là đâu có biết ai được không, đâu có nói ra được không? Không, không nói, ông vậy không có nói. Như ông về nãy là nói cái tiếng hình như là cái tiếng miền ngoài. Miền ngoài hả? Đúng rồi, miền Trung thôi, tại cậu nói đó, ông bây giờ ông nói đó. Nè, cũng nhiều phần đó, nhiều phần như chị thấy. Nhưng mà chị thấy mình biết là bao nhiêu phần vô cho mình không? Bao nhiêu vị vô cho mình không? Mình đón á. Tôi nói với cậu không có kể nào mà hết chứ. Không có kể mà nào. Tại vì bên tôi học vừa ngày vừa đêm. Đêm ngày cái xác không học chứ. Chỉ chập mền ngủ một chút xíu thôi, cái xác ngủ một chút rồi bắt đầu xác đi học tiếp. Học là ngồi gì học như vậy đó hả? Nằm học luôn. Nằm học, ngồi học, đứng nằm gì cũng học, bất cứ đi đâu cũng học. Là cái đó mình học cái gì? Mình học duy học duy gì rồi ông về cho mình dạy mình à, học tại chỗ hay học. Mình đi có đi học ở đâu tôi học đó tôi học với chết mà ở trên trời chứ học ngày chẳng mà tôi đâu học với thằng Giang là sắc đô có tên lên tâm một cái chân khổ của cái cánh thế chăm cái chim mà có tâm là cái thò cái cánh một cái chim bu ra cái lên thế chăm cho cái tôi học với chân tôi đâu học với thế này đâu sức hồn đi á tôi sức hồn tôi đi nhưng mà mình học là mình học cái gì chị học làm đạo đức con người đừng sau này mình về dạy con người là biết ăn chay biết niệm Phật biết giữ giới biết thương người nói tóm lại là mình học đạo đó học đạo đúng rồi học đạo mình không có học đời học đạo bằng cái di du không học đạo bằng cái du di cũng như ở đây không có học mấy người mà dạy là học ở đây sát này học trên đó như là chắc có mình ngủ là bắt đầu là mình đi học đó ha đúng rồi mình đi học một đêm mình ngủ khoảng bao nhiêu tiếng một đêm là ngủ khi 4 tiếng khi 5 tiếng nha nó cũng hết ngày đó rồi khi 3 tiếng như tỷ cũng như là mình giấc ngủ cũng như mình đi học nhiều thì mình ít học mình đi học nhiều thì mình ấy mình nằm đó mình đi nhiều thì mình ngủ nhiều vậy đó tại vì sức lúc đó thì sức cái đi mà đi phải ngủ nhiều lúc mà nằm xuống là bắt đầu đi đúng không đi nằm bên đây cũng như là đi như kiểu như bà chắc có chân nhị bà chịu đi chịu mà đi ra chịu mà đi đánh giặc mà cũng như ngày xưa đi đánh giặc thấy chồng để cho chồng ở nhà vậy đó cầm quân đi đánh giặc rồi người ta hỏi chồng đâu nói chồng chết queo
Nói vậy đó, cũng như tao nhập nó vậy đó, cũng để ngu dại gì mình nói ra ngoài, nói ra người ta giết chồng mình. Cũng như hồi xưa vậy đó, nó kiểu như tao nói mấy cậu, cho mấy cậu biết vậy đó, đi xưa vậy đó. Thì nó quay lại cái tiền kiếp, tiền thân mình đã mình nắm, mình rõ, mình hiểu rồi. Căng chị... Tại vì tôi nói thật với mấy cậu, căng tôi nắm biết, tàn là căng hơn thua mà. Căng nó tranh giành với các thằng mà lão tướng, với lão tiền bố. Tại vì như nó nhỏ đi. Như cái thằng bên bển nãy muốn sập tôi mà sập tôi đâu rồi, tôi bẻ chưa, sập tôi là tôi bẻ đó. Nó vô nó đây, nó vô đây nó lựng, tại vì tôi biết nó lâu lắm, tôi không có nói chuyện. Tôi biết cái căn cái chú này đó ha. À, tôi biết lâu lắm mà. Tôi biết lên thử thách tôi chưa, tôi biết ai cũng thử thách tôi mà thử sao được. Tôi nói thật với cậu đâu, lúc hôn á thì về tôi chạy lúc tiếp, còn nó ngu tôi đâu chạy giúp tiếp đâu. Tại vì tôi nắm được thì điển trên của mẹ ban tôi mà, đúng không? Thì nó khôn đi, cũng như tại sao á, cái thằng kia nó qua nó phủ tôi, nó chụp tôi bao nhiêu, tôi đâu sợ đâu. Nó phủ nó làm nó ắn nha. Ắn mà gung mình luôn bộ, tôi vẫn ngồi. Ắn mạnh nè. Ắn, nó ắn mà nó ắn không trúng đầu tôi. Mà cái đó ắn thiên hay sao ta? Nó ắn cái phần để về thôi, tôi bên đây có hồn cái thiên của mẹ rồi, làm sao mà vô được. Cái cậu hồi nãy đó, nó làm chứ đâu có vô thủng tôi đâu, vô thủng. Phải vô thủng tôi bỏ sát tôi đâu, về tới đây ngồi tôi ngồi nói chuyện đâu. Ắn khổ. Tha thử khổ khổ thằng thổ địa trở về đây cái mảnh đất này. Sau này làm nhiệm vụ thiêng liêng chứ không phải. À thật là buôn tay mang tay lại. Buôn xin học đi xin khổ. Tức lấy ta hân đi. Chăm vụ đi. Trả khả đi tờ hơi. Giàn si khổ xin khổ khổ lĩnh. Phu xin khả đi khả niệm khả. Ha nị mộ nị. Chồn hai tỉnh thịnh khổ lĩ. Kinh lại xin khoai si hạ. Ni mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái lúc nào tới nay cậu tôi không được đâu. Yeah. Đúng không? Tại vì ngày mai á, ứng cho cậu lên cậu không nói luôn. Đứng lên, đừng mai sau này thằng này nó làm tội nhiều lắm. Nó tội là dữ dằn luôn. Tại vì tôi thương quá. Thì hôm nay tôi nói cho cô biết luôn nè. Tại sao? Cái xác nó chưa làm được tròn vậy trơn. Mới chỉ của quyền về cho nó tu một chút xíu thôi. Đừng cho nó tạo phước. Mà chưa vậy trơn nó ập ra một cái một. Nó dám đưa nó đây. Bà có thể bạn ngồi cái bên sau lưng tôi mà bà có thể có theo tôi chứ sao không theo. Sắc này cho bà có thể mượn không? Không cho bà có thể mượn, đưa lên trên cổ quyền đó. Bà có thể chọn tôi mà, đâu có chọn cổ quyền đó đâu. Chè xin pha khu liên hoa linh cha liên hoàng đi cà liên khai xin khô khu liên cha khu liên khô đi càng khá ni kiến khô khu liên ba linh trang khổ lý càng thành kiến khổ truyền sinh sai sinh khoa tràn hiện cài kiến khổ khổ ba linh cải xã bộ linh ký một cá thiên tài khổ lý ký hàn tộc ô trăm một ly ti pha lê trăm một ly trăng thắp lê chuôn thọ lê tơ âm tên trăm chục khổ hoàn sĩ cả là số khổ lý sinh thọ khổ hoàn sĩ cả là số khổ lý sinh thọ khổ lý sinh thêm mất thắp âm tê trăm chục khổ lý trăng thắp lê bài sĩ lỗ ốt thắp lê ta hân hiệp mô ô nhí được hoặc hai chào hai cậu chúc hai cậu thượng lộ bình an mai sau cậu yên lành trở về đắp dịch An Giang này cậu đứng bản đầu ai gì đạp phật khoa sĩ khoa sĩ phụ hà chi bộ chi bộ à chi bộ khoa chi bộ học chi bộ à mu di xả chi khổ hán phụ khổ sinh thái sinh phụ khổ sinh ta là niệm mộ này sang phụ này sinh kỳ phụ khi xích cả này bằng cái cây băng tuyết đã trở về ở sát trần này nằm trên băng tuyết chứ đó trở về dưới trần gian này làm cho nhiệm vụ thế gian này ai gì đạp phật.